em coi phim cho anh con em á, đừng nhảy nha. Đi ra đây gặp anh bạn có con ếch rất là đẹp nè mọi người. Trời ơi vàng ươm mà nó bự thiệt, bự luôn nè. Trời ơi nè. Đuôi rồi, nó có vàng không có dạng sao. Con ếch vàng mọi người ơi, đẹp lắm nè, nó anh bắt được 2 con luôn. Đây, cưng không? Em bọc nó cái coi. Nè, lít bụng. Con nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi mới không đi. Đừng nhảy ra con. Ờ đẹp mà mọi người thấy ào 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 không nè. Con ếch vàng mọi người, 2 con rồi mọi người ơi. Trời ơi 2 con luôn rồi. Ông anh mình không bắt được nè. Thấy bự luôn. À, năng nỉ dữ lắm anh mới cho quay mọi người chứ sợ quay người ta vô người ta kiếm người ta mua không. Cái này giờ người ta cũng đang có phong trào lắm nha mọi người ơi. Có giống mới vậy kìa. Không có, bắt ngoài đồng á, bắt ngoài đồng á, màu vậy đem về nuôi luôn. Trời ơi, nó bự ghê luôn nè mọi người ơi. Cái đồng hả? Cảnh anh, đấy. Ủa, chứ lưới gì vậy? Rõ không? Cái đường cạp à hả? Cạp? Không, bắt lâu rồi, một con là bắt mấy tháng. Rồi con này con sao mới bắt con nữa. Em coi phim cho anh con, em á, để nhảy nha. Nuôi luôn, tạm nuôi rồi. Chào anh ơi. Rồi, cảm ơn anh nha.